Quang Hải bị xếp vào trong nhóm kém nhất Pau FC. Pau FC đã khởi đầu ì ạch nhưng càng thi đấu càng thăng hoa. Họ đang trở thành một trong ba đội bóng hiếm hoi ở Ligue 2 không thua ở 5 trận gần nhất cùng Le Havre và Grenoble trong nhóm 3 sao, nghĩa là có đóng góp ở mức khá. Không thể bỏ qua Oliero, Erwin Kofi, Eddie Sinvece và Nosso. Đây là các nhân vật thi đấu thầm lặng nhưng vẫn rất hiệu quả trong lối chơi chung của Pau. Cầu thủ hay mắc lỗi Kouassi xếp vào nhóm 2 sao. Thực tế là thời gian gần đây anh cũng chơi ổn định hơn, giúp duy trì thành tích bất bại cho đội nhà. Ở nhóm 1 sao, Quang Hải dẫn đầu là Rebdes Piranis giải thích rằng việc huấn luyện viên Didier Tholot thay đổi sơ đồ, chọn chiến thuật ưu tiên cho phòng ngự cũng góp phần khiến cơ hội ra sân của Quang Hải ít đi. Ngoài ghi bàn thắng ấn định tỷ số hòa 2 đều với Rhodes, Quang Hải gần như mất tích trong thời gian gần đây. Ngôi sao đội tuyển Việt Nam chỉ được tung vào sân 4 trong 9 trận gần nhất và mỗi lần không quá 12 phút. Ở nhóm có đóng góp ít như Quang Hải là Mohamed Yatara, Pape Imnoba, Myron Jorger, Charles Bowley và David Gomis. Tất cả các cầu thủ này chưa ai ghi bàn cho Pau như Quang Hải. Đây thực sự là nỗi thất vọng rất lớn bởi Mohamed Yatara, Myron Jorger, Charles Bowley và David Gomis đều là các tiền đạo được kỳ vọng nhiều. Còn lại là vài cầu thủ hầu như không có cơ hội ra sân nên là Rebdes Piranis không xếp vào bất cứ nhóm nào.